trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Có lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ, còn lại đây bao cô đơn xót xa. Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn. Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát khi mà trình bày một ca khúc hoặc là làm một mới hay làm cái gì đó thì em vẫn thiên về cảm xúc nhiều nhất. Cái cảm xúc là cái mà giữ cho người nghe và người nghe cảm thấy người nghe nhớ tới mình nhất. Dù một người nghệ sĩ mà tập trung vào kỹ thuật hoặc là nhiều quá thì người ta chỉ nhớ mình ở thời điểm đó và ở năm đó. Nhưng chỉ trong một ca khúc đầu thôi mà. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn review bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Một ca khúc đầu thì em mới chiến thắng khán giả được bằng cảm xúc. Nhưng đến ca khúc thứ hai, thứ ba trong một show diễn mà em chỉ hát bằng cảm xúc với tất cả những kỹ thuật phô tranh, em thuyết phục khán giả như thế nào?